Vâng, chào các bác, quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Lại là em Huấn Phạm đây. Hôm nay thì bên shop lại tiếp tục về rất là nhiều đồ mới, thì lại lên trân trọng gửi tới quý cô bác anh chị và các bạn khắp mọi miền Tổ quốc. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Mã đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là cái con đèn LED đây. Rất là đẹp luôn các bác nhá. Các bác trông ở bên màn hình thì nó như vậy thôi, chứ còn là xem ở bên ngoài thì rất là sắc nét và đẹp luôn. Đó, thì con này nó thứ nhất là cập nhật cho các bác là nhiệt độ này. Đấy. Đấy. Cập nhật cho các bác là nhiệt độ này, ngày tháng này, và nhiệt độ ngày tháng và giờ các bác nhá. Đấy, giờ đây. Bây giờ là đang là 29 độ C này. Đấy, ngày 20 tháng 12 này. Đấy, ngày 20 tháng 12 này. Và nhiệt độ nhá. Đấy, tí nó sẽ nháy nhiệt độ cho các bác nữa này. Đó, nhiệt độ này. Đấy, ngày tháng. Đấy, nhiệt độ các bác nhá. Đó. Nói chung là con này thì dùng rất là tiện các bác nhá. Đèn thì số to rõ ràng các bác nhá. Các bác có thể dùng sử dụng vừa làm đèn ngủ này, vừa làm đèn trang trí này, vừa xem giờ, vừa cập nhật nhiệt độ, độ ẩm, hàng siêu chất luôn. Các bác lên mã giúp cho em là đồng hồ LED thôi nhá. Đồng hồ LED 170.000, bao ship tới tận nhà cho các bác luôn. Các bác được tặng kèm cái dây như này, về các bác cắm trực tiếp vào cái ổ USB, ổ cắm nhà mình các bác nhá. Đấy. Đây. Đây các bác nhá, cái dây của nó đây này. Đấy. Nó chỉ tặng kèm dây như này thôi nhá. Về các bác cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình. Đấy, cắm vào củ sạc điện thoại nhà mình, hoặc là nếu mà không có củ sạc điện thoại thì các bác có thể là mua thêm cái ổ xanh. Đây, những cái ổ xanh này em đang cắm đây các bác nhá. Em mua cái ổ xanh này 100.000, có cả 3 cổng USB luôn rồi, các cổng cắm luôn các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo lên cho bác trong ngày hôm nay đó là cái con máy trà bếp bên em đang gửi tới các bác, có giá là 150.000, bao ship các bác nhá. Đây, sản phẩm đựng trong hộp như này. Một bộ của nó thì rất là nhiều các cái đầu chi tiết khác nhau luôn các bác nhá. Đó đây. Một bộ của nó đây, như này các bác này. Đó. Bộ của nó này. Bộ của nó thì bao gồm là một cái dây sạc các bác nhá. Bây giờ thì tất cả các sản phẩm nó chỉ tặng kèm dây thôi, còn về các bác cắm vào cái củ điện thoại nhà mình thì nhà nào cũng có rồi. Đây là cái bông để các bác trà này. Đấy. Đây là bông để trà này. Và đây là cái phần của cái máy này, thân máy này. Đấy. Con này thì dùng để trà bếp rồi trà thảm, trà riêng rất là ok các bác nhá. Đó. Và đây là cái để các bác bắt vào tường này. Đấy, bắt vào tường rất là tiện luôn. Đó. Nó có tặng kèm các bác cả cái miếng dán này luôn. Đây. Nó có cái miếng dán này, các bác dán vào đây xong là bắt vào tường là xong. Nó rất là tiện các bác nhá, dán vào tường luôn. Rất là tiện. Đó. Đấy thì mỗi con máy trà bếp như này bên em đang gửi tới các bác với giá là 150.000 con máy trà bếp này, 150.000 con máy trà bếp này các bác nhá. Đó, đây các bác sẽ xem cái video trực tiếp đây. Rửa thảm này, rửa bếp này. Rửa bát đũa này, đánh giày này. Đấy, nói chung là đa di năng hết các bác nhá. Đó, rất là tiện luôn. Đấy. Đây các bác này. Đó, một bộ của nó đây. Trà bếp này. Đây các bác này. Đó. Đây, dùng con này rất là tiện luôn các bác nhá. Đó. Trà thảm nhà này, trà bếp này. Đấy. Đấy, bếp đang bẩn thế mà đưa vào đánh đi phát sạch bong luôn các bác nhá. Đấy, chậu rửa này. Đấy, mút này. Nói chung là đầy đủ bộ của nó như này luôn các bác nhá. Đó, đánh bếp sạch luôn, sạch bong gian bếp luôn các bác nhá. Đó. Thì một bộ như này bên em đang gửi tới các bác với giá là 150.000. Một bộ này các bác nhá. Đó. Bao gồm các cái đầu thảm, đầu mút rồi tất cả các cái chi tiết như này. Đó. Giá cực kỳ tốt nhá. Cực kỳ tốt cho các bác luôn các bác nhé. Đó, 150.000. Các bác lên mã giúp cho em là máy trà bếp các bác nhé. Máy trà bếp 150.000 các bác nhé. Đó. Sản phẩm tiếp theo lên cho bác trong ngày hôm nay đó là cái thảm siêu thấm của Nhật này. Đó. Cái thước kích thước của nó là 40-70 các bác nhé. 2 này, 4 này. Đấy, 40-60 các bác nhé. 40-60. Thảm của nó là 40-60. Đấy. Màu sắc và kích thước thì như thế. Và thảm này của nó là thảm Nhật. Đấy, thảm Nhật siêu chống thấm các bác nhá, siêu thấm các bác nhá. Đó, siêu thấm luôn. Sản phẩm tiếp theo lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên em tiếp tục về cái lô dao chặt C40 các bác nhá. Đấy. Các bác lên cho em là dao C40 nặng 4 lạng. Con này là 200.000. Con này thì các bác dùng đa di năng, vừa thái vừa chặt ok hết, để em sẽ test sản phẩm cho các bác xem luôn các bác nhá. Đó, đây. Các bác thấy không? Đó. Một con dao mang tính chất là dao chặt nhưng mà có thể thái. Đấy, và dao chặt mà thái được thì quá ngon rồi các bác nhá. Dao quá sắc bén luôn các bác này. Đó. Con này các bác dùng thì
rất là ok các bác nhá. Đó, vừa chặt vừa thái rất là ok luôn các bác nhá. Đó, vừa chặt vừa thái rất là ok luôn, dao siêu sắc bén, hàng của Nhật đây các bạn này, made in Japan đây, của thương hiệu Hakatoki các bạn này. Đó, Hakatsuki đây, chốt bằng 3 đinh đồng các bạn này, rất chắc chắn luôn, liền thân như này. Đấy, 4 lạng không nhá, 4 lạng, con này là 4 lạng. Các bác lên mã giúp cho em là con dao chặt C40, bên em đang gửi tới các bác với giá là 200k và bao ship cho các bác luôn các bác nhá. Đó, 200k con này, bao ship tới tận nhà cho các bác luôn. Các bác lên mã giúp cho em là dao chặt C40 200k bao ship các bác nhá. Đó, bao ship tận nhà cho các bác luôn. Đó, 200k bao ship. Sản phẩm tiếp theo lên được quý bác trong ngày hôm nay, đó là bên em tiếp tục về cái lô đây, các bác lên cho em là đèn đèn led nhạc các bác nhá. Đèn led nhạc, con này thì bên em đang gửi tới các bác có giá là 130k và bao ship các bác nhá. Đây, đấy, đây là em sẽ bật lên cho các bác xem này. Đó, và khi các bác đây, thân của nó như này các bác nhá, hàng cắm điện 220 trực tiếp luôn các bác nhá, rất là tiện. Đấy, đây nó nhấp nháy các bác này. Đấy, nó có chế độ nháy theo nhạc rồi màu sắc rồi A1, A2, nói chung là rất là nhiều các cái kiểu chế độ nháy khác nhau các bác nhá. Rất nhiều chế độ kiểu nháy khác nhau. Đó, Music 1, Music 2, Stop các kiểu luôn các bác nhá. Đó, đây. Đấy, tổng hợp luôn các bác nhá. Đó. Và nó quay nó nháy lên tường các bác ơi. Đấy. Đây các bác nhìn lên tường này. Đấy. Nó nháy lên tường này. Đấy, rất là nhiều các cái chế độ khác nhau các bác nhá. Rất là đẹp luôn. Thì con này thì bên em đang gửi tới các bác con đèn led này. Đấy, con này nó nháy theo nhạc luôn các bác nhá. Đấy, nháy theo nhạc luôn. Đó, nháy theo nhạc luôn. Đấy, nhanh chậm nháy theo nhạc luôn, rất là hoành tráng các bác nhá. Đó, rất là hoành tráng luôn. Đó, con này thì bên em đang gửi tới các bác với cái giá là đi 130k con đèn led này các bác nhá. Đóng bật tại đây luôn các bác nhá. Đóng ngắt ở điều khiển này luôn. Đó. Để các bác lên cho em là đèn led nhạc các bác nhá. Đèn led nhạc 130k bao ship. Tiếp theo lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái thùng rác thông minh. Đấy, chạm vào là nó mở ra các bác nhá. Xong để mấy giây thì nó lại đóng vào. Đó. Đấy, tự đóng vào luôn nhá. Đây, đấy, rất là tiện dụng các bác nhá. Đó. Con này thì đường kính chiều cao của nó là vào khoảng gần 40 thôi nhá, 35, cao 35. Ngang của nó khoảng 25 và rộng khoảng 20. Các bác lên cho em là thùng rác thông minh. Đấy, rất là tiện luôn các bác nhá. Mở ra đóng vào. Đấy, các bác chỉ cần chạm nhẹ vào là nó sẽ tự mở và để bình thường nó lại tự đóng nhá. Chạm vào nó mở này. Đấy, rất là tiện dụng luôn. Đó. Đấy, chạm vào nó mở và để không này nó lại tự đóng vào. Đấy coi, chạm này, nó mở này. Đấy, rất là tiện luôn. Đấy, các bác lên mã giúp cho em là thùng rác thông minh. Bên em đang gửi tới các bác với cái giá là 100 là 300k bao ship các bác nhá. Đó, rất là thông minh luôn. Đấy, mở. Rồi ok. Sản phẩm tiếp theo em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên em tiếp tục về cái lô vòng trầm đây. Vòng trầm này thì là vòng trầm của Nhật chuyên điều hòa huyết áp đây. Toàn chữ Nhật loằng ngoằng hết các bác này. Đó. Cái này thì hôm trước em bên em đang bán là 130.000. Đợt này về giá tốt hơn thì là gửi tới các bác với giá là 100k bao ship các bác nhá. Các bác lên cho em là vòng trầm điều hòa huyết áp các bác nhá. Đó đây. Các bác này, đó. Đây là một cái vòng trầm như này các bác này. Đấy, một cái vòng trầm như này. Các bác có thể đeo tay, đeo cổ các bác nhá. Đó. Tùy theo kích thước tay, các bác có thể đeo 2 vòng, 3 vòng tùy theo các bác. Đó, rất là ngon lành luôn. Đặc biệt là các bác nào đang bị huyết áp cao hoặc huyết áp thấp thì nó giúp cho các bác là điều hòa huyết áp rất là tốt luôn các bác nhá. Đó, đây nó có một cái bông sen rất là đẹp luôn. Đấy. Và mùi hương của gỗ rất là thơm. Đấy, nó gọi là vòng trầm các bác nhá. Vòng trầm điều hòa huyết áp. Đấy, cái này là của Nhật các bác nhá. Đây, toàn bộ chữ Nhật hết các bác này. Đó. Tem mác của Nhật hết các bác nhá. Đó. Các bác lên cho em là vòng trầm điều hòa huyết áp. Con này thì bên em đang gửi tới các bác với giá là 100k bao ship các bác nhá. Đó. Tiếp theo này em lên cho bác cái lọ gọi là tinh dầu gỗ này. 70k một lọ tinh dầu gỗ này. Cái này dùng nó rất là tiện các bác nhá. Hàng của Nhật các bác nhá. Hàng của Nhật rất là chất luôn. Đấy, hương của nó thì hương thơm tự nhiên nhẹ nhàng các bác nhá. Đấy, hương hoa tự nhiên nhẹ nhàng. Về các bác xoáy cái này ra cho em. Để các bác đeo trên ô tô, đeo trên phòng các bác là mở cái nút này ra. Đó, là quản xoáy là cái tinh dầu nó sẽ thấm ra cái gỗ này. Và nó sẽ tỏa hương thơm ra cho xe ô tô hoặc là trong phòng rất là tiện các bác nhá. Các bác lên mã giúp cho em là tinh dầu gỗ các bác nhá. Đó, lên cho em là tinh dầu gỗ. Bên em gửi tới các bác với giá là 70k cái lọ tinh dầu gỗ này các bác nhá. Đó, tinh dầu gỗ. Sản phẩm tiếp theo lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên em tiếp tục về cái lô hút bụi ống các bác nhá. Các bác lên mã giúp cho em là hút bụi ống. Con này thì bên em đang gửi tới các bác cái giá là 270k và bao ship cho các bác luôn. Đấy, lên mã giúp cho em là hút bụi ống các bác nhá. Đây, sản phẩm thì đựng trong hộp như này các bác nhá. Đó. Đựng trong hộp như này. Đấy, cái này thì nó chỉ tặng kèm các bác cái dây sạc thôi. Về các bác cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình. Và đây là cái thân máy chính này. Đó. Thân máy chính này. Hàng rất là to, khỏe và chắc chắn luôn các bác nhá. To, khỏe, chắc chắn. Đó. Đây các bác nhá, hàng của Nhật đây. Đấy, Electric in Japan các bác này. Hút rất là khỏe luôn các bác nhá. Đó, hút rất là khỏe luôn. Đấy, đây các bác. À, kết nối cái đầu này vào cho em này. Đó, kết nối cái đầu này vào này.
Đấy, kết nối đầu này vào. Sau đó thì các bác hút bụi hút biếc rất là ok các bác nhá. Đó. Nó có ống dài này hút rất là ok luôn. Đó. Đây em sẽ hút cho các bác xem cái bát gạo đây các bác này. Đây có một cái bát gạo đây, em sẽ hút cho các bác xem nhá. Đó, đây. Đây các bác này. Đấy. Đấy, đây cái bát gạo này em hút cho các bác xem. Đây vào nhá. Đó. Hút hết luôn các bác nhá. Đó. Đấy. Khi các bác tháo ra thì ấn như này cho em này, là nó ra này. Đấy. Và nhấc ra thì các bác chỉ cần nhấc như này thôi. Đấy là đây, cái bát gạo em vừa hút đây này. Đấy, các bác thấy không? Đó, đây. Đấy, những cái hạt gạo to như này mà nó còn hút được thì những cái bụi thông thường thì nó hút quá đơn giản các bác nhá. Hút quá đơn giản luôn. Bụi thông thường, bụi mịn, bụi miếc là nó hút quá đơn giản luôn. Các bác lắp thì ấn cho em cái lẫy này vào này. Sau đó thì lắp cái lẫy chân này trước này. Đấy, cho cái lẫy chân này sập vào này. Đây, lẫy chân này sập vào xong ấn cái này là xong này. Đây các bác nhá. Đấy, những cái bụi vớ vẩn như này nó hút phát hết luôn này các bác. Đấy, đây. Cái kéo như này là nó hút hết các bác nhá. Đó, kéo này nó hút hết này. Đấy, rất là tiện luôn các bác nhá. Hút sạch cho các bác luôn. Đó, hút sạch luôn các bác nhá. Đó, rất là tiện này. Đây. Đấy, bụi to, bụi nhỏ, bụi lớn, bụi bé nó sẽ hút hết các bác nhá. Hút hết vào luôn. Rất là tiện luôn các bác nhá. Đó, hút rất là tiện luôn. Đây, em sẽ đổ ra cho các bác xem để cho nó xác thực các bác nhá. Đó. Đây. Đây nhá. Đây nó hút vào này các bác này. Đó, đây. Đây. Đấy, các bác quan sát này, đây em đổ lên cho các bác xem này. Đây. Đấy, nó hút vào đây các bác này. Đấy, các bác thấy chưa? Bụi nó hút vào đây. Đấy, nói có sách máy có trứng luôn các bác nhá. Đấy. Thì con này thì các bác bên đã giúp em là hút bụi ống các bác nhá, hút bụi ống. Bên em đang gửi tới các bác cái giá là 270k, 270k cái em hút bụi ống này các bác nhá. Con này thì nói chung là rất là tiện dụng để cho các bác sử dụng trên ô tô này, rồi xe cộ các kiểu con này đều được luôn. Đấy, rất là tiện các bác nhá. Hút cực kỳ là khỏe luôn. Ngoài ra thì nó có các cái đầu để các bác kết nối với những cái phần các bác hút này. Đây. Đấy, cái này thì các bác có thể thay ra này. Đấy. Đấy các bác thay ra. Đấy, thay ra xong rồi đó mình cho vào đây. Đấy, ví dụ những cái bụi ở những cái vị trí ví dụ như là bàn thờ, bàn giếc các kiểu đấy, những cái chỗ mà các bác cần đưa những cái chổi này vào thì các bác đưa cái phần chổi này vào cho em. Đó. Nói chung là rất là tiện. Mấy con hút bụi ống như này, bên em đang gửi tới các bác với giá là 270k. Các bác lên cho em là hút bụi ống 270k các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên em tiếp tục về cái lô bàn chải điện các bác nhá. Bàn chải điện 100k bao ship các bác nhá. Đó, bàn chải điện 100k. À cái này thì em không bao ship được. Cái này nhập vào nó rất là đắt được các bác nhá. 100k các bác nhá. Bàn chải điện 100k. Đây. Đấy. Một bộ của nó như này bao gồm là các cái phần bàn chải đây các bác. Đó. Đầu tiên là thân chính của bàn chải này. Đấy. Thân chính của nó đây các bác nhá. Đó. Và nó có các cái chế độ như này các bác này. 1, 2, 3, 4, 5, 6 chế độ này các bác này. Đó. Các bác giữ lì này là nó tắt này. Các bác tặng kèm thêm 4 cái bàn chải này luôn. 4 bàn chải các bác nhá. 4 bàn chải và một cái dây sạc các bác nhá. Đó, đây. 4 bàn chải này. Cái dây sạc các bác cắm sạc vào ở đít này các bác nhá. Các bác được tặng kèm thêm 4 cái bàn chải luôn. Bây giờ các bác mua cái bàn chải không đã 20.000 rồi. Thế là 4 cái bàn chải này các bác mua không tính vào là không mất tiền cái máy này các bác nhá. Đó. Dùng thì rất là tiện dụng luôn. Đó. Các bác đầu tiên mới dùng thì nó chưa quen thì cảm giác là nó không sạch nhưng mà thực ra nó rất là sạch luôn các bác nhá. Đó. Con này độ rung của nó rất là mạnh, 32.000 vòng trên 1 phút thôi nhá. Đây các bác này, đấy các bác nghe tiếng nó kêu chưa? Đấy các bác nghe cái tiếng nó rung chưa? Đó. Rất là sạch luôn các bác nhá. Đó. Nó rất là sạch luôn, nó rung cho mình rất là sạch luôn. Độ rung của nó là 32.000 vòng trên phút các bác nhá. Đó. Rung rất là khỏe và sạch luôn các bác nhá. Đó. Con này thì các bác lên mã giúp cho em là bàn chải điện. Bên em đang gửi tới các bác cái giá là 100k con bàn chải điện này các bác nhá. 100k con bàn chải điện này. Rất là tiện dụng cho các bác sử dụng luôn các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo em lên quý bác trong ngày hôm nay đó là bên em tiếp tục về cái lô gọi là tăng đơ Nhật các bác nhá. Tăng đơ Nhật đây. Đấy con tăng đơ này thì bên em đang gửi tới các bác với cái giá là 160k và bao ship cho bác luôn. Các bác lên mã giúp cho em là tăng đơ Nhật các bác nhá. Con này thì dùng rất là ngon rồi, 160.000 bao ship. Đây, sản phẩm được đựng trong hộp như này các bác này. Đó. Thì các bác lấy ra thì ở bên trong này của nó bao gồm là có 4 ít cữ này. Đấy, có 4 ít cữ này. Một thân máy chính này. Một thân máy chính các bác nhá. Hàng làm bằng đồng các bác nhá, rất là chắc chắn luôn. Đó. Và thứ hai là ở đây nó có thêm cho các bác là một quả pin các bác nhá, một quả pin rời. Đấy. Có một cái quả pin rời như này để các bác lắp vào các bác nhá. Một quả pin rời như này. Và một cái đế sạc đây các bác này. Đó, một cái đế sạc đây. Đấy, một cái đế sạc như này. Về các bác cắm cho em vào cái ổ USB nhà mình các bác nhá. Đây đế sạc đây. Các bác chỉ cần đẩy ra như này. Đấy, là cho sạc vào là xong các bác nhá. Đó, đẩy ra như này. Cho sạc vào là xong. Đây các bác này. Đấy.
rất là tiện luôn các bác nhá. Đó, về các bác cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình là xong. Đó, đây các bác lắp pin vào, lắp pin vào cho em. Đó, lắp pin vào các bác nhá. Đó, đây các bác lắp pin vào, sau đó thì mình xoáy nắp vào. Đó, công tắc ở đằng sau đít này các bác nhá. Con này thì các bác dùng để chấn viêm, chấn viếc hoặc là để cắt thông thường rất là tốt luôn. Máy chạy thì cực kỳ khỏe và êm luôn các bác nhá. Đấy, máy chạy đây các bác này. Đó, để xác thực sản phẩm thì em sẽ test, em cắt cái lông chân các bác xem nhá. Đó, nó hơi khiếm nhã một tí thì mong các bác cũng thông cảm đây. Đấy, chân em lông như này các bác nhá. Đây. Đấy, rất là nhiều lông như này, em sẽ cắt thử cho bác xem luôn này. Đây. Đây các bác nhá. Đó. Các bác nhìn cho kỹ cho em này. Đấy các bác nhá. Đây, em đẩy đi đâu là sạch như đấy các bác này. Đó. Đẩy đâu là trắng phau đấy luôn các bác nhá. Đó. Con này thì các bác dùng nó rất là tiện rồi các bác nhá. Đó. Đẩy đi phát là trắng sạch luôn các bác này. Đó, trắng sạch luôn các bác nhá. Đó. Máy chạy cực kỳ khỏe và êm luôn. Đây. Đây các bác xem này. Đấy. Chỗ nào chỗ này em chưa cắt là còn nguyên lông này. Đấy. Chỗ này cắt phát sạch trắng phau luôn các bác nhá. Sạch trắng phau luôn. Đấy các bác quan sát nhá. Đó. Thì đây này. Lông chân nó đứt đây này các bác này. Đấy, đây các bác thấy không? Đó. Con này thì bên em đang gửi tới các bác với giá là 160k. Các bác lên mã giúp cho em là tăng đơ Nhật các bác nhá. Tăng đơ Nhật 160k. Bao ship tới tận nhà cho các bác luôn. Đấy, giá cực kỳ là hạt rẻ cho các bác. Đấy, giá cực kỳ hạt rẻ cho các bác luôn. Đó. Lên mã giúp cho em là tăng đơ Nhật các bác nhá. Đấy. Đầy đủ dây sạc cái dĩa của cữ kia các bác này. Đấy, 4 cái cữ luôn. Về các bác chỉ việc sử dụng thôi. Đấy, chỉ việc sử dụng thôi. Cắm vào củ sạc điện thoại nhà mình. Lên cho em là tăng đơ Nhật 160k. Bao ship tới tận nhà cho các bác luôn các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên em sẽ về một số cái mã đồ siêu tầm. Đấy, thứ nhất là em lên cho các bác cái này là hộp tăm các bác nhá, hộp đựng tăm đây. Đấy, hộp đựng tăm các bác nhá. Con này thì rất là tiện luôn. Đó, hộp đựng tăm có chân như này. Bên em đang gửi tới các bác với giá là 230k các bác nhá. 230k cái hộp tăm này các bác nhá. Đó, các bác lên mã giúp cho em là hộp đựng tăm 230k các bác nhá. 230k cái hộp đựng tăm này. Đó. Tiếp theo lên cho bác cái con voi gà tàn này. Đấy, con voi gà tàn. Con này thì bên em đang gửi tới các bác với giá là 230k các bác nhá. 230k em voi gà tàn này các bác nhá. 230k. Đấy. Chất liệu của nó là bằng hợp kim các bác nhá. Đập phá thoải mái luôn các bác nhá. Đó, test đi. Đập phá thoải mái đi các bác ơi. Đập phá thoải mái đi các bác nhá. Đó. Hợp kim mạ đồng các bác nhá. Rất dày dẫn chắc chắn nhá. Đấy, đập không hề hấn có một dấu hiệu gì chảy xước hay là vấn đề gì các bác nhá. Đó, 230k các bác nhá. Hàng rất là đẹp luôn, rất chất luôn các bác nhá. Đó. Hợp kim mạ đồng các bác nhá. 230k con voi này. Đấy. Tiếp theo đến em hổ này. Đấy, cũng 230k luôn các bác nhá. Đó. 230k các bác nhá. Đó. 230k mà em hổ này các bác nhá. 230k. Tiếp theo đến em cóc này. Em này cũng 230k luôn các bác nhá. 230k em cóc này các bác nhá. Đó. Con nào thì mỗi con đều có một vẻ đẹp riêng các bác nhá. Tùy theo nhu cầu mục đích sử dụng của các bác thôi. Đó. Vừa để trang trí này, vừa để trưng bày này. Đấy, trưng bày trang trí, vừa là để làm gà tàn luôn, rất là tiện các bác nhá. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái bình trà. Đây là cái bình trà nhỏ này. Bình trà nhỏ này là 250k mà bình trà nhỏ này các bác nhá. Đó, bình trà nhỏ là 250k. Đó. Bình trà nhỏ 250k các bác nhá. Cái này dùng rất là tiện luôn. Ở bên trong thì nó có cái lớp nhựa để cho các bác sử dụng nó không bị mất hương trà các bác nhá. Đấy, xoáy nắp vào như này. Rất là kín các bác nhá. Đó. Hàng thì rất chắc chắn luôn các bác nhá. Đó. Bằng hợp kim mạ đồng như này các bác dùng thoải mái đánh rơi vô tư các bác nhá. Đấy, còn đây là bình to. Bình to này là tùng trúc cúc mai các bác này, xuân hạ thu đông đây, tùng trúc cúc mai xuân hạ thu đông. Đó. Hàng của Nhật cực kỳ chất luôn. Con này thì bên em đang gửi tới các bác với giá là 300k. 300k con này thì đựng được 4 lạng các bác nhá. Con này thì đựng được 4 lạng chè các bác nhá. Đấy, còn con này thì đựng được 2 lạng các bác nhá. Con này thì đựng được 2 lạng. Đó. Các bác lên thì cứ lên cho em là mã bình chè 4 lạng, bình chè 2 lạng là bên em biết. Tiếp theo lên cho bác cái sản phẩm đó là cái khay giấy đây các bác nhá. Đó, khay giấy ăn này các bác nhá. Khay giấy ăn này. Đấy. Con này thì bên em đang gửi tới các bác với cái giá là 250k khay giấy ăn này các bác nhá. Các bác lên mã cho em là khay giấy ăn 250k các bác nhá. Đó, 250k. Đó. Rồi, sản phẩm còn rất nhiều nhưng em xin dừng video tại đây. Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý cô bác anh chị đã quan tâm, theo dõi, ủng hộ như là mua các mặt hàng của bên em. Xin chào các bác.